Vậy là chúng ta đã dần dần có cái niềm tin rằng là cái cảm xúc nó không chỉ giữ cho bất kỳ một ai cả, mà chúng ta có thể chia sẻ điều đó với những người xung quanh. Vân chợt nghĩ đến những trường hợp, nhiều trường hợp của các bạn trẻ bây giờ. Đôi khi các bạn ấy sống trong một cái thế giới ảo. Đúng rồi. Ở trên mạng chẳng hạn. Đôi khi các bạn ấy cũng nói rằng tôi buồn, tôi vui và nhiều cảm xúc khác. Thế nhưng khi đối diện với nhau thì không ai thể hiện ra điều đó cả. Và thậm chí cả một nhóm bạn khi hẹn gặp nhau thì mỗi người lại ôm một cái máy, ôm một cái điện thoại và lên những trang Facebook của mình. Đó là một thực tế. Người ta sẽ cô đơn ngay chính trong cái gọi là cái tế bào nhỏ nhất là gia đình mình. Cho nên cái mà điều mà thầy là muốn nói rất là tâm huyết, đó là khuyến khích mọi người hãy sống lại bằng cái chính cái chất nhân văn trong con người mình, bằng chính những cảm xúc đơn sơ nhất mà không có một máy móc kỹ thuật hay một thiết bị điện tử, một thế giới mạng nào có thể đem đến cho chúng ta. Với lại Vân biết sao không, thực tế thì tụi mình cũng cảm nhận được ở trong một cái thế giới khi mà con người ta đạt được một số những cái sự thành tựu nhất định thì gọi là lợi bất cập hại, thì người ta cũng đang dần vô cảm với nhau và vô cảm với chính mình. Tụi mình cũng hiểu là tụi mình nhỏ bé lắm, chẳng có làm được gì nhiều, nhưng mà nếu mà bạn để ý bạn sẽ thấy là trong thay lời muốn nói toàn là những cái câu chuyện kết thúc có hậu. Cho dù nó trải qua những thăng trầm, ngay cả trong cấu trúc của thay lời muốn nói cũng vậy, luôn luôn là kết thúc có hậu, mà riết khán giả thay lời muốn nói cũng hiểu luôn. Vui buồn thăng trầm cái gì không cần biết, nhưng rốt cục kết thúc luôn là có hậu. Thì tụi mình luôn luôn truyền tải cho khán giả tới một cái niềm tin: mình cần phải sống tốt đẹp, mình cần phải biết sống thiện lương, và rồi thì cái điều mà mình nhận được tính chính là cái quả ngọt lành. Tụi mình chỉ có là những cái người truyền lửa, còn truyền được bao nhiêu lâu thì tính tiếp. Thì nhưng mà rất là mừng là bởi vì cứ sau mỗi một chương trình, đặc biệt là những cái chương trình mang tính xã hội nhân văn á, thì lại có rất là nhiều những cái cảm nhận gửi về là tới hôm nay tôi mới hiểu nó là như vậy. Có thể đó là một cảm xúc nhất thời, nhưng nếu người ta được nhắc một cách nhất thời như vậy vài ba lần trong một năm thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cái dạng suy nghĩ chủ động trong lòng người. Quỳnh Hương vẫn rất tin vô trong cái chuyện là đông tay thì vỗ nên kêu. Nếu như thay lời muốn nói cũng luôn luôn khuyến khích mọi người hãy sống tích cực, sống có nhân văn, sống thiện lương, hãy biết thương yêu nhau, rồi kể cả trong vui sống mỗi ngày mọi người cũng khuyến khích như vậy, hay là trên những cái kênh truyền thông khác, cái sức mạnh của truyền thông là vô biên, thì mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta cùng ý thức như vậy thì chắc chắn là nếu không sau một năm thì vài năm, cái cảm giác của khán giả của mình nó sẽ rất là tích cực, sẽ tích cực hơn rất là nhiều. Và đôi khi không phải là vì người ta vô cảm với mình hay người ta không suy nghĩ tích cực giống như mình, mà mình cũng sẽ cho phép mình đối xử như vậy với họ. Có thể là với một ai đó, họ chưa có cảm nhận được điều đó. Có thể là một ngày, hai ngày không được. Nhưng mà sau thời gian thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ làm được một phần nào đó cái điều chúng ta muốn. Đúng rồi. Và có một cái câu mà tụi mình lưu truyền với nhau ở trong ekip. Mỗi khi mà gặp quá nhiều khó khăn thì mọi người lại nói cứ mỉm cười bước tới nha. Tại vì mọi chuyện rồi sẽ kết thúc có hậu. Nếu nó chưa có hậu có nghĩa là chưa kết thúc đâu. Mình ráng tiếp đi rồi nó sẽ có hậu. Và cuối cùng là chị Quỳnh Hương, chị kỳ vọng gì vào thay lời muốn nói trong thời gian sắp tới? Mình tin rằng là cái thế giới này bây giờ con người ta không bao giờ không còn cảm xúc. Và không bao giờ con người ta không có nỗi niềm. Vậy thì mình còn cần nhau thì thay lời muốn nói sẽ còn đồng hành với lại quý vị khán giả lâu lắm, dài lắm. Có thể sau cái thế hệ của Quỳnh Hương, của Phương Thảo, của các anh chị Minh Thiện đạo diễn hay vân vân thì sẽ có các em tiếp nối. Nhưng bốn chữ thay lời muốn nói thì nó sẽ còn lăn hoài, nó sẽ còn đồng hành hoài. Vậy thì cái kỳ vọng của mình á, nó sẽ là một lúc nào đó sau cái bước đến với Hà Nội ngày hôm nay, biết đâu chừng sẽ đến thêm nữa với những vùng miền khác của đất nước. Có rất là nhiều khán giả ở các nước, như là đặc biệt là các nước Đông Âu nha, họ nói biết bao giờ mới đón được thay lời muốn nói sang đây. Ý là ở xã hội như Việt Nam mình mà bây giờ mọi người lại còn ít gần nhau đến như vậy, thì đừng nói tới những cái xã hội tất bật hơn như là ở các nước mà phát triển hơn mình. Vậy thì nếu như mà mình đem được cái chất hồn nhiên mộc mạc thân tình của thay lời muốn nói mà đi sang với bà con kiều bào thì nó lại còn đẹp nữa. Cho nên là đó là đang là trong cái kế hoạch mà có một người anh lớn cũng đã dạy Quỳnh Hương là ước mơ cái gì đừng có giữ trong lòng, nói ra đi. Mình nói, hôm nay mình nói, ngày mai mình nói, mình nói tới một lúc nào đó tự nhiên mình không nghĩ đó là ước mơ của mình nữa mà đó là quyết tâm của mình. Thì biết đâu chừng mình nói thôi, sau Hà Nội mình sẽ đi nước ngoài nha. Thì biết đâu chừng sau vài năm nữa mình lại có điều kiện đưa thay lời nói đến với bà con kiều bào trên khắp thế giới.
Vâng, hoàn toàn có thể hiểu được mong mỏi này của chị Quỳnh Hương, bởi vì chị đã làm thay lời muốn nói bằng tất cả cái tâm của mình và đã xem thay lời muốn nói như một phần của cuộc sống mình. Xin được chúc cho chị Quỳnh Hương cùng với ekip của mình sẽ luôn luôn là một nơi đáng tin cậy để khán giả gửi gắm những cảm xúc, và chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc đó đến với nhiều khán giả hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam mà còn là kiều bào của chúng ta đang sống ở những đất nước xa xôi hơn. Em xin được chúc cho chị sẽ luôn luôn có đủ sức khỏe và niềm tin để có thể làm được tất cả những gì chị luôn kỳ vọng vào thay lời muốn nói. Cảm ơn Thanh Vân, và Quỳnh Hương cũng rất cảm ơn khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày đã lắng nghe những chia sẻ của Quỳnh Hương. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện với biên tập viên Lê Đỗ Quỳnh Hương, hẳn là các bạn cũng đồng ý với Vân rằng âm nhạc đem chúng ta đến gần nhau hơn, mở rộng và nâng đỡ tâm hồn ta giữa biết bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống, nhất là làm cho chúng ta cảm thấy tươi trẻ, yêu đời hơn. Và bây giờ, ca sĩ Trà My Idol cùng với Vũ Đoàn cũng sẽ thay đổi không khí chương trình chúng ta bằng một ca khúc rất là sôi động và nóng bỏng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức.